Rồi, hỏi mẹ chỉ nè. Mình lựa ngay cái mắt, cái sáng mắt của nó nè. Thơm, nó chín, nó già thơm. Nó sẽ ngon hơn mấy cái trái thơm mà nó chưa nở gai hết cả nhà. Rồi mình về mình để chừng bữa hai thôi. Đừng để lâu quá nó chín. Bữa hai là mình gọt nó ăn là nó ngon. Theo kinh nghiệm của mình thấy vậy. Chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ review quả thơm mà lần này là lần thứ hai nha cả nhà. Lần trước mình mua về ăn ngon quá à. Hôm nay mình mua thêm lần nữa nè. Với lại có một số bạn hỏi giống như là comment hỏi giống như là cái quả thơm này bao nhiêu tiền, giá bao nhiêu tiền á, thì hôm nay là mình sẽ nói luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình gọt cái quả thơm rồi cả nhà. Thì lần trước á là mình mua cái quả thơm này là 10 đồng, giá là 10 đồng hiện tại nha. Nghe nói là khoảng một năm về trước á, thì cái quả thơm này giá nó tới 50-60 đồng lận đó cả nhà. À, cái này mình mua ở chợ nào anh? Sẵn mình nói luôn cho bà con biết đi. Chợ gần chỗ làm không biết tên. Chỗ gần chỗ làm không biết tên hả? Để cái đó mình sẽ ghi bên dưới với cả nhà. Ngon lắm cả nhà, mình mua về ăn thử đi. Nó 10 đồng thì cũng không có mắc đâu, ăn được, ngọt lắm. Nó để trong đây là cái quả thơm này ngọt nè, mà mình mua về mình ăn thì mình lần trước mình ăn mình thấy ngọt lắm á. Này nhà mình mua về cũng mấy ngày rồi, mình để mấy ngày rồi, bình thường thơm khớm rồi đó, mình mua về mình để 1-2 ngày mình hái gọt hết cả nhà, nó chín nó sẽ ngọt hơn. Thì trong cái thơm của mình á thì bình thường nó màu vàng, còn cái loại thơm này nó màu hồng, ăn thì nó cũng cái mùi vị nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó ngọt hơn. Mình gọt mà mình thấy nó bay mùi thơm luôn á cả nhà. Có số bạn comment hỏi mình là quả thơm này mua ở đâu với lại bao nhiêu tiền, thì mình mua là 10 đồng thôi cả nhà. Bữa mẹ mình chỉ mình cách gọt thơm, nay mình biết gọt rồi cả nhà ơi. Hôm bữa mình gọt từ lưa hột dưa, nhìn không cái thơm không có đẹp mắt gì hết. Mẹ mình chỉ mình biết cách gọt rồi cả nhà ơi. Ngày nào bây giờ bên Việt Nam mình mua ăn không mà mình đâu có gọt đâu. Qua bên đây là mới biết gọt đó. Qua bên đây là mới gọt đó. Giờ mình rửa nè. Mình đi rửa xong mình gọt ha cả nhà. Rồi, hỏi mẹ chỉ nè. Mình lựa ngay cái mắt, cái sáng mắt của nó nè. Lần trước mình không biết, mình gọt nó từ lưa. Sẵn đây mình chỉ các bạn cách gọt thơm luôn ha. Mình cũng mới vừa học cái rọt thôi. Mới vừa học mẹ mình cái rọt thôi. Bây giờ mình chỉ cho mình xoay cho các bạn nè. Đó. Bạn nào không biết, do không biết là giống mình thì làm theo cách mình nói nè hết. Mình làm một lần vậy trước ha. Việt Nam mình thì sướng, ra chợ cái người ta bán nguyên trái mình mua thôi. Ở đây thì mình đa số là mình phải gọt thôi, chứ không có bán gọt cái Việt Nam đâu cả nhà. Cái thơm ruột hồng này á, Phượng thấy theo Phượng thấy á nha, thì nó mọng nước hơn là cái thơm kia của mình nha cả nhà. Mình gọt mà nước nó bóng bóng nè cả nhà thấy không? Gọt mà nước nó chảy ra. Lần trước mình gọt mình thấy cũng vậy á. Năm 60 đồng thì nó hơi giá, nó hơi đắt hết cả nhà. Còn 10 đồng trái thì ăn cũng được. Cũng không mắc đâu. Mình gọt hà tiện nè. Còn dính cái vỏ nè.
để bữa nào Sang coi coi cái chợ đó chợ gì, cần chỗ làm của anh Sang nè. Sang đi làm mới Sang tấp qua đó mua, 5-7 phút là tới cái chợ chợ rồi. Chứ không phải chợ nào cũng có bán nha cả nhà, hình như là vậy á, chứ không phải chợ nào cũng có bán quả thơm này ha. Nhiều người chưa ăn thì mình ăn thử cho biết, mình ăn thử được rồi mình thấy ngon thì mình ăn nữa thôi. Mình ăn thử được rồi mình thấy nó bình thường thì thôi mình không ăn nữa. Còn mình thấy nó ngon thì mình ăn nữa. Lần này mình gọt trái quả thơm mà thấy có đẹp hơn lần trước hết cả nhà ha. Lần trước mình gọt xấu quá mẹ chỉ. Nên mình gọt lại đẹp rồi. Mình gọt mà mình sợ cái vỏ nó mình nó còn trẻ, mình lấy sợ cái vỏ nó phạm vô nên mình không dám cắt nhiều nè, kiểu như hạ tiện á. Này mình ép apple á cho con gái mình nó uống á, cái mình bỏ miếng thơm vô á, ủa nó thơm, cái mùi giống như nước mía vậy cả nhà, giống như nước mía Việt Nam mình vậy đó. Mỗi lần mình ép apple mà có nhà có thơm mình bỏ vô miếng cho tụi nó, làm ra cái ly giống như ly nước mía vậy cả nhà. Kệ nó đi chơi chồng. Tớt nó trạp trạp. Nó nặng quá mình cầm nó lâu mỏi tay cả nhà. Mà cái trái thơm này thì mình thấy nó nhỏ hơn trái thơm mình mua trong chợ Costco, trái thơm bột đỏ này nó nhỏ hơn chút. Khi mình mua thì mình lựa mấy cái thơm mà nó nở gai á, thơm nó chín, nó già thơm, nó sẽ ngon hơn mấy cái trái thơm mà nó chưa nở gai hết cả nhà. Rồi mình về mình để chừng bữa hai thôi, đừng để lâu quá nó chín. Bữa hai là mình gọt nó ăn là nó ngon. Theo kinh nghiệm của mình thấy vậy á. Xong mình đi rửa cả nhà. Rồi, trái thơm mình đã gọt xong rồi nè cả nhà. Cái này tròn đều đẹp rồi ha. Đẹp gái hơn chiếc trước rồi ha. Đó. Thì mình cũng mới học của mẹ, mình chỉ mình cách gọt thôi. Mình cũng chia sẻ cách gọt cho các bạn xem vậy đó. Bạn nào chưa biết gọt thì làm theo mình đi. Mình cũng mới học mẹ mình cái rột thôi nên mình chia sẻ với cả nhà. Giờ mình chẻ trái thơm ngay nha cả nhà. Ngộ ha, bây giờ nó có giống thơm nhiều loại trái cây nó khác quá. Hôm bữa hoa thì mình review cái dâu bạch tuyết này, nó hồng vậy đó, nó khác với cái thơm màu vàng của mình ha, khác cái màu thôi. Nhưng mà mùi thơm nó cũng khác nữa cả nhà. Mùi thơm nó thơm lắm. Hôm qua thì mình review cái dâu bạch tuyết. Dâu mà nó màu trắng. Vị của nó là vị quả thơm, chứ không phải vị dâu, vị quả thơm. Đó này là quả thơm ruột màu hồng. Ngon hết cả nhà, mình hấp dẫn ha. Mình chẻ thơm mình cũng đừng có chẻ ngang vậy hết cả nhà, mình phải chẻ đứng dọc á, nó không có bị dập cái quả thơm. Rồi giờ mình cho cả nhà xem. Mình
thử nó ngọt không? Ngọt cái không? Ngọt không cả nhà? Nó ngọt, nước nhiều lắm. Mình cắn cái mà nước chảy ra trong miệng mình luôn. Rồi, cách review quả thơm của mình đến đây là kết thúc nha cả nhà. À, cả nhà xem quả thơm ngon ha. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị em và các bạn vào những video clip lần sau. Cả nhà xem nhớ like và subscribe kênh của mình nha cả nhà. Có gì sơ sót thì comment ở dưới giúp mình để mình hoàn thiện những video sau hơn ha. Bye bye cả nhà. Bye. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.